Đây là chợ phiên ở Du Già các bạn ạ. Chợ phiên này được họp vào thứ bảy hàng tuần. Pig. The pig inside. Dân bán rất là nhiều đồ ở đây. Đây là những cái sản phẩm của địa phương người dân mang ra đây bán đấy các bạn. You can see the Hmong women when they walking or then work, they usually have a connect this. So still making the clothes. This is the black cardamom. No, that's a black cardamom. Đây, chợ phiên đây là có một cái nét văn hóa rất là hay nha các bạn. Đây cô này đang làm lanh ấy các bạn. Đấy, người dân người phụ nữ người Mông là không bao giờ dừng làm việc các bạn ạ. Trong lúc đi chợ làm gì? Shoes, yeah. Because it's for the normal days, and every day like that they wear the dress. This one like this, because it is the easy to buy that in the market. But when they have a special day, they usually wear the dress and all the skirt they make by the hem. That is the use that for the special days. Because that clothes is very expensive. All the stuff, this one is from China. Ah, yeah, okay. Yeah. With the melon. For the local market like this, in the past, they use that to come to meeting. It's like with the local people or with like the friend, they come to the local market like that to train something, to train the products, or they come to meet a friend, or the girl come in this to find the boyfriend or girlfriend, yeah. And with a friend, they come to drinking together. Yeah. After that, we can see another one is drinking in the morning. Oh. Woo! The gourd. This is the cake, a sweet one. They make from the rice. Sweet. I don't saw the purple one. Yeah. Yeah, you can see them. This is the Zhao, a different clothes. Yeah, the Zhao ethnic group. Yeah. Yeah, in this era, we have Israel seven ethnic group to stay here. Oh. Đây nhìn con dê núi các bạn. Careful. This is a cake. Yeah, made from the sticky rice. Đây gọi là bánh gì đây? Bánh trưng à? Bánh trưng kiểu hình dáng rất là đẹp. Cái bánh này được gói bằng cái lá.
the talisman, this one. You got in here, they use the belief about the spirit. When they get sick, some people, they don't go to the hospital. Before they go to the hospital, they usually make this like ceremony to add the spirit first. Yeah, and they try to talk with the spirit, and they use this talisman can protect them. Yeah, this is the use to for the baby to hang in the neck. Yeah, to protect. It's like we call the pho in Vietnam. They make from the rice noodles. And tomorrow you can give one. You can try in that in tomorrow breakfast. Cái này nó mới mang chất địa phương chứ. Is that the local? This is a different type of noodle. You know the noodle you add, the eat. He eat ice cream and put that. Maybe he will lick it down. So they sell all of the meat. Yeah, they have a pork, they have a goat meat there. Yeah, this right? For the cow and smaller for the goat. Đây là chuyến hành trình ngày thứ hai của cả đoàn, là xuất phát từ Ruja Homestay. Thì mình sẽ quay về đường Lũng Hồ nữa này. Đây là cái view trên đường nha các bạn. Đây là Lũng Hồ. Đấy, view rất là đẹp này các bạn này. Nhìn thấy cái chòm núi rất là đẹp. Ngày thứ hai của mình sẽ là đi từ Ruja qua Lũng Hồ, qua Mậu Duệ, đi đường Mèo Vạc đi qua Cua Chữ M và về Mèo Vạc. Sau đó thì buổi chiều thì mình sẽ đi Má Pin Leng. Nếu bạn nào mà thích đi sông Nho Quế thì các bạn có thể đi sông Nho Quế nhé. Lịch trình là như thế, sau đó về ngủ ở Đồng Văn. Hôm nay thời tiết rất là đẹp rồi các bạn ạ. Thời tiết hôm nay đúng là tuyệt vời. Đẹp quá. Đấy, người dân buổi sáng đã đi lấy củi ở trên nương về đấy. Thank you.
Điểm dừng tiếp theo đó là đèo Mã Pì Lèng các bạn ạ. Đây, đây chính là điểm dừng chân đầu tiên từ Mèo Vạc sang là đèo Mã Pì Lèng, một trong những bốn tứ đại đỉnh đèo của phía Bắc Việt Nam. Và đây ở đó chính là con đường xuống sông Nho Quế nha các bạn nhé. Bạn nào đi sông Nho Quế thì đi xuống đường đó. So you can see here it's very deep there. And this is the Hmong farm. You can see this. They're still working in here. They plant the corn from here to the Dao there. Yeah, this one. And that's all of them. And up to that mountain also. For me, is I can't working on this way, no. Very dangerous. And normally we say the Hmong people, they look like the goat. The goat is very good to climb. Yeah, yeah, yeah. And they also very good. Đây chính là cái đoạn sông Nho Quế các bạn ạ. Đây là cái điểm ngắm nhìn sông Nho Quế rất là đẹp này. Đấy chính là hẻm Tu Sản. Một trong những cái hẻm, một cái vực hẻm Tu Sản mà sâu nhất Đông Nam Á nhé các bạn. Đấy. Và ở dưới kia chính là con sông Nho Quế. Con sông Nho Quế này bắt nguồn từ Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam và chảy qua Đồng Văn, Bắc Mê với cả vào Cao Bằng nhé các bạn. Đấy. Sau đó là giữa sông Nho Quế và sông Ngâm là kết hợp với nhau. Đây chính là đoạn đường Mã Pì Lèng. Đây, đoạn đường Mã Pì Lèng là xích sang tận mỏm bên kia. Hôm nay trời rất là đẹp các bạn ạ. Đây. Thì hiện tại thì hôm nay tại sao không nhìn thấy rất là nhiều những cái thuyền ở dưới kia? Bởi vì là hiện tại là đang xảy ra tranh chấp giữa hợp tác xã Tu Sản và cái công ty thủy điện ở dưới kia. Đấy. Nên là họ hiện tại đang ngừng cái dịch vụ là du thuyền trên sông Nho Quế nữa các bạn. Đây chính là điểm dừng chân ở Mã Pì Lèng các bạn ạ. Thì tại điểm này thì các bạn có thể nhìn thấy sông Nho Quế cũng như là cái mỏm đá. Need the cooking sticky rice inside the bamboo. Anh đi, hết ăn cơm bóc cho. Ôi, vừa ăn cơm xong. Vừa ăn xong rồi. Và đây chính là tượng đài Con Đường Hạnh Phúc. Đây chính là một cái museum đấy các bạn, và cái So this is the Happy Need Road Hà Giang from Mẹ Vạc. That is some picture they mentioned, that they take a picture when the volunteer and the local people here, they build the road. Listen. Yeah. Everything is by hand. Yeah.
So yeah, in the past when they build that, they did the transfer. Yeah, they put, you know, yeah, here and with the backies. Yeah, and then put in here and then they transfer it to all the stone on up here and they take, yeah, it's down like this. Yeah. This is like the kitchen. Yeah. Yeah, this is the the bike. So long time ago. This bike is we get it from Russia also. Mm-hmm. Yeah. And this bike for transfer thing, you know, when they have a transfer the food or something from the city up here by bike. And you know, in when we have the gur with the French. And when we, because other time we can use the animal also, the cow or the horses. And oh, this bike, okay, we transfer the weapons and everything by this bike. Yeah. Đây là chương trình phát quà Trung Thu cho các bé. Đây, ở ngay tượng đài của thanh niên xung phong này các bạn. Đây chính là con đường lên đồn cao các bạn ạ. Đó, đồn cao là ở tít trên kia. Đồn cao chính là cái đồn của người Pháp ngày xưa. Rồi người Pháp xây dựng để cai quản cái khu thị trấn Đồng Văn này. Thì nếu như các bạn đến đồn cao sớm ấy, khoảng 5 giờ 5 giờ 5 rưỡi các bạn có thể đi bộ lên để ngắm mặt trời lặn nhé. Hiện tại thì mùa này đang rất là đẹp vì là có cánh đồng lúa đang chuẩn bị gặt hái, rất là đẹp luôn. Các bạn đi bộ thì mất tầm 10-15 phút thôi để lên tới đỉnh. Hello family,
Hello people around the world. We are trekking. We are hiking now. Đây chính là cung đường lên đồn cao. Đây thì các bạn nào chạy xe máy giỏi thì các bạn có thể đi xe máy lên được. Hơi dốc như này thôi. Còn đâu thì các bạn có thể đi bộ. Ở bên này có cái dãy núi rất là đẹp này các bạn. Nhìn nó giống như bên trời Âu ấy. Hôm nay trời xanh rất là đẹp đấy các bạn. Thời tiết Hà Giang hiện tại đây rất là đẹp. Đó, bắt đầu nhìn thấy view này các bạn nhé. Đó, hiện tại thì phải lên trên tít đỉnh top ở trên kia. Đó. Đây là cái view ở phía dưới rất là đẹp. Thanh niên của năm. Thanh niên của năm. Thanh niên của năm các bạn ạ. Chiều yêu hết nức. Crazy. Yeah. Đây chính là cái cổng đồn cao nha các bạn. Đây chính là cánh cổng để lên được trên đỉnh. Hiện tại thì cái kiến trúc này vẫn còn được giữ nguyên từ thời Pháp cho đến hiện tại bây giờ các bạn ạ. Đấy, những công trình của người Pháp này rất là chất lượng. Đấy. So, this is we call the French fortress. French fortress. Yeah. They build this when they control this area. Lên trên đỉnh này thì các bạn có thể ngắm toàn cảnh thị trấn Đồng Văn nha các bạn. Đây. Buổi chiều thì trên này rất là đẹp. Buổi chiều thì các bạn lên đây ngắm mặt trời lặn rất là đẹp. Đây những công trình kiến trúc này nó vẫn còn nguyên này các bạn này. Đấy nó tạo ra những cái lối đi như thế này. Xuyên qua như thế này. Rất tiếc là ở trên này nó không được khai thác du lịch lắm các bạn ạ. Nó rất là bẩn. Cực kỳ bẩn luôn. Cuối cùng chúng ta đã lên tới đỉnh. Oh, we need to wait here. Waiting. Ở đây thì trên này thì bạn đã nhìn thấy toàn cảnh view. Đấy, view này 360 độ luôn đấy các bạn này. Thì bạn ở đây vào lúc 5 giờ chiều, 5 rưỡi chiều hoặc 6 giờ thì sẽ nhìn thấy mặt trời lặn ở bên kia. Đó. Ở bên dưới là cánh đồng ruộng lúa đây. Rất là đẹp.